Sáng 28 tháng 5, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ra án phạt 20 triệu đồng với huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sau phát ngôn công kích giải đấu, bôi nhọ lãnh đạo VPF, VFF, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 21 V-League 2023-2024. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có những chỉ trích nhắm vào trọng tài, ban tổ chức giải, lẫn lãnh đạo VPF và VFF cụ thể ông thành nói những người làm công tác ở vpf rất là kém rồi tổ chức trọng tài không có năng lực làm